Vịt nhá, khoảng tầm gần 3 cân nhá. Với 3 cân này thì mình sẽ đánh được 6 bát thịt canh. Thì về cắt tiết thì lưu ý là cắt ở giáp cổ này, ấy ngang trên này này, và là cắt bằng nách này. Thì cắt bằng nách này thì tí nữa thì mình cũng không quay được cái video này về cắt tiết được. Thì bây giờ mình giới thiệu này. Mình tập trung vào vấn đề là để làm thịt canh này. Đây là cái nhân này, nhân này thì mình lưu ý, các bạn lưu ý này. Nhân này thì mình lấy này, một nửa của cổ họng này, một nửa của lòng mề này, hoặc là cái cổ vịt đấy mình luộc lên mình chặt ra băm vào, thì mình trộn cho trộn cái những cái món này nó vào này, cho một hành củ này và mùi tàu này, mùi tàu cho vừa nhá, không đen nhá. Đây, cho thêm ít mười chính này, mười chính này, hạt tiêu này và đường này và nước mắm này, trộn vào với nhau thì ta xếp ra cái bát này. Và bây giờ quan trọng nhất là cái hãm này. Bây giờ là hãm nước mắm này, thì hãm một con vịt này em cho một bát nước, nước đây là nước sôi, là nguội này. Đây, nước sôi đồ để nguội này khoảng tầm 25 độ này, sờm ấm này, pha thêm nước lọc nữa vào cho nó ấm ra. Đấy, nước sôi này cũng lọc nữa. Đấy, sờ tay và hơi ấm. Đấy, hơi ấm, lưu ý chưa? Cho thêm vào tí nữa đi nào. Đấy. Rồi, đây nước này nó khoảng tầm 20 độ nhá. Khoảng 20 độ ấm ấm nhá. Quan trọng nước ấm thì tiết nó mới đông. Là 1-2 nó mới đỏ. Thế bây giờ này, bây giờ bát là cắt tiết vịt này thì là mình múc lấy nước mắm lên đổ vào đây. Đấy. Rồi cái này cho lấy cái muôi nhỏ thì là cho gần đầy muôi nhá. Rồi dừng lại, gần đầy muôi rồi, cái này để hãm nhá, cùng với lại muôi nước nữa. Đấy hơn một muôi nước một tí nhá. Thì bây giờ là mình sẽ cắt tiết vịt. Rồi, quay đây. Đấy, bây giờ cắt cái vịt. Cắt cái vịt là mình sẽ cắt bằng lách nhá. Bằng lách này các bạn lưu ý này. Đấy, cầm cái cổ lên. Đây, nhìn này. Cầm gọn lên. Đấy, chúng ta vặt một chút lông nữa. Vặt chút lông lách ở đây này. Đấy. Để mình cái tia. Rồi. Và bây giờ cái bát nước mắm này, mình lấy con dao nhọn mình xích vào cái góc này nữa thì cái này mình sẽ không quay. Rồi, ok. Đấy là mình nói lại, trong lúc chờ đợi cắt tiết vịt đấy thì mình cái nhân này thì rất là đơn giản này, các bạn này lấy cu họng này cho nó giòn nhá, cùng với lại lòng mề vịt này băm lên này. Trộn này, mười chính này, đường này, hạt tiêu, nước mắm cho nó vừa vặn cái đĩa nhân này. Đấy, đồ ăn kèm này. Thì bây giờ thì có lạc này, có gan này, gan để lên trên đấy, và chanh. Rất đơn giản thôi, cùng với ớt nữa, rau thơm, mùi tàu, phải có mùi tàu nhá. Đây là 6 bát đĩa nhân mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Cái ca lửa lít đâu, đây. Rồi, đấy, được rồi, cầm ra đây, đấy, đấy, cầm ra chưa, đấy, về tiếp thì mình không quay nhiều. Đây là tiết vịt mình đã hãm được rồi đây, đấy, vừa hãm được rồi đây, thì bây giờ là chúng ta này, khi hãm cái này nó hơi mặn một chút, đấy, cùng với cái nước ấm này nữa. Thì cái nước ấm này mình sẽ pha này, mình cho này, nước ấm này. Mình cho vừa này. Ở 19 này, 19 cho vừa này nhá. Đấy, vừa này. Một chút đường này. Đấy, một chút đường vào, hạt tiêu nữa. Đấy. Hạt tiêu. Rồi. Đấy. Thì bây giờ đây là cái ca này, là cái ca cho chia là 3 này, cái ca này là ca lửa lít này. Múc mình sẽ đánh này, bây giờ mình sẽ đánh này. Là chia làm 6 muôi này thì em đổ một lửa ra. Đấy, một muôi này, một muôi tiết này, hai muôi này, ba muôi này, rồi ba muôi này, ba muôi tiết này thì mình sẽ cho 4 muôi nước. Một này, hai này, ba này, bốn này. Đấy, xin cho 4 muôi nước là mình lếm xem vừa chưa. Mình sẽ lếm nếu vừa thì là ok. Đây mình sẽ lếm nhá. Mình sẽ lếm nhẹ vào lưỡi này.
Đấy, thế là vừa rồi, thế là vừa vặn rồi là sẽ đông. Và bây giờ này, tiếp tục này, đổ vào. Đấy, dầm nó ra. Mình làm cái ca đánh nha, đưa vãi nhá. Đấy, chỉ làm 3. Đấy, tiếp tục này. Rồi. Rồi, tiếp tục nữa này. Có 3 bát rồi. Rồi, tiếp tục nữa này. 30 nước này. 30 tiết này. Rồi, 2, 3. 40 rưỡi nước này. Nước nhớ là phải lưu ý ấm nha, tiết nó mới tiết mới đỏ này nhá. Đấy, trước khi cái này là mình sẽ khoáng mạnh vào với nhau. Đấy, mình sẽ khoáng mạnh vào với nhau. Thật mạnh vào, cho vào ca, các bạn lưu ý đánh vào ca dễ nhá, khoáng mạnh vào. Rồi, đổ vào 3 bát. 1 này. 2 này. 3 này. Rồi, quá đẹp luôn, vừa đầy đủ. Đấy, một con vịt thì đánh được 6 bát tí canh. Đấy, còn dư một chút. Đấy, con vịt nó khoảng tầm gần 3 cân. Đấy, sau khi mà làm xong rồi này, chúng ta cho miếng gan vào. Cái lưu ý ở cái món này nhá. Thứ nhất là các bạn phải lưu ý này. Nếu mà đánh bằng nước mắm Nam Ngư sẽ không đánh được nhá. Là nước mắm phải chất là một. Hai nữa là nước sôi để nguội nhá. Nước phải ấm ấm nhá thì tiết nó mới đỏ nhá. Thế còn khi hãm ấy là mình đã cho công thức các bạn rồi. Thế như thế này là tí một chút sau nó sẽ đông luôn này. Đấy, rất là đơn giản nha. Tí nữa thì mình sẽ ghi chi tiết cụ thể cho.